Hello anh em, Hùng Đại Thánh đó. Hôm nay mình sẽ thông báo đến anh em một dự án cực kỳ tiềm năng, đó là Supercoin, chuẩn bị lịch cho trang được dự án partner của dự án partner exchange, đó là Bitfresh. Các bạn cần phải hoàn thành vào cái mạng cấp trang. Dự án này nó sẽ được là cung cấp và sẽ được lịch cho các bạn cái vào cái lúc tôi không phải là robot phone này sẽ được là ngày 28 ngày nữa. Các bạn cần phải nhấn vào iPhone Lay Understand and Accept. Etherbond này sẽ lít chân nó sẽ hiện lên các bước mà các bạn có thể các task thứ nhất đó là join và delete và đăng ký một platform subscribe kênh YouTube và follow vào cái follow cái trang xem video để hiểu hơn về cái chúng ta là join vào cái nhóm Telegram. Ok, lên cái dịch vụ chăm sóc chó này. Ok, thế là chúng ta đã cho okay, vào cái nhóm này roadmap của và cái dự án một cái dòng chữ nào đó để không biết là robot hello nó sẽ thực hiện đến quý 2 năm 2020. Các bạn cần phải hoàn thành cái mạng cấp trang này để không có này dot dev xác nhận mình không phải là robot này. Sẽ khởi hành 240 giây. Ok, thế là để các bạn có thể xem qua quay lại là đội ngũ phát triển gồm có là Richard Danner Hill, CEO Thomas. Các bạn đã được cộng SMB. Rồi các bạn có thể tham gia nhóm vào nút Unlock Tab. Nhóm của truyền thông đăng ký trên cái platform. Các bạn cần phải nếu bỏ qua đăng ký nhóm vào nút registry. Ok, đó là my.data.com, một dự án thì ok các bạn, một dự án nói về cái những chú chó này. Data sẽ được thành lập vào bởi một nhóm chuyên gia nào nhằm nhân giống chó và các chuyên gia về chức năng phát triển cho em cầu nền tảng của web B.0 và B2B tập sơ sách khai thác các sử dụng cái tàu này. Nó đã có app ở trên CH Play và App Store quốc gia, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, nhập số điện thoại. Đây là cái app Dotdata, các bạn có thể đao xuống và sử dụng cái app này, nhập email được mọi người đánh giá rất tốt này. Ok, các bạn có thể tìm hiểu thêm tầm nhìn. À, chúng tôi sẽ tạo ra một cái giải pháp tích hợp sử dụng công nghệ tốt nhất để sẽ giúp chủ sở hữu chó sống dễ dàng hơn về thưởng cho họ chăm sóc và phúc lợi chó và tiết kiệm cho họ số quá trình này. Hoàn thành đăng ký đó, ưu tiên cho blockchain này, đồng tôi đồng ý này. Đăng ký. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái dự án này, một cái token không có hoặc là bounty của chúng. Đây, dot data token làm lại. Tại sao thì này nó sẽ ICO này. Và dot data là một hệ sinh thái đầu tiên sử dụng sức mạnh cộng đồng chủ sở hữu này. Và tìm các tính năng độc đáo của cái dot data này. Không. Sing up. Ok, các bạn có thể tìm hiểu thêm qua rất nhiều câu hỏi qua cái dự án này. Và các bạn có thể tham gia vào cái nhóm của Dot Data SEO này để giải đáp thắc mắc các mail thông tin. Thì các bạn có thể join vào cái nhóm submit. Các bạn vào thư mục. Hiện tại thì mình không có đăng nhập mail nên mình sẽ xác minh trên điện thoại. Ok, các bạn sẽ hoàn thành cái mà xác minh cái link này là hơi bị yếu. Cái link mà gửi vào cái mail, các bạn có thể kiểm tra một spam nha. Rồi các bạn nhấn nút done. Rồi các bạn có thể đăng ký trên cái nền tảng Dot Data này. Nhập okay, cho anh em.
đánh em email. Rồi các bạn nhập cái email bắt buộc. Con bot này thì nó hướng dẫn các bạn cẩn thận nha. Không bị lỗi nha các bạn. Các bạn cần phải có một cái chữ viết hoa. Mình chỉ đăng nhập vào rồi lấy cái ví. Ok, đồng ý. Vừa nhấn vào copy cái ví này. Chọn nhà tái tạo này các bạn có thể chọn cái nhà tái tạo nào đó. Ok, hiện thì nó chỉ chưa đăng ký được. Rồi, các bạn có thể tham gia vào cái nhóm. Các bạn có thể đặt câu hỏi trong cái nhóm này để giải đáp những thắc mắc. Ok. Nhấn nút Don. Và các bạn có thể tham khảo cái white paper của cái bạn xem cái gửi cái white paper để tìm hiểu rõ hơn của cái mod data này. Đó là cái white paper của họ, gửi cái email tạo tài khoản. Các bạn có thể đọc và tìm hiểu sẽ hoàn thành cái các nhiệm vụ tiếp theo, đó là dự án này hoạt động như thế nào. Quay sẽ hỗ trợ cái động cộng đồng. Xem một video kết thúc nè. Ok, các bạn có thể đặt câu hỏi trong nhóm này để giải đáp một cái thắc mắc hơn thôi. Tổng cái token này được phân hóa đó là 1 tỷ cái token ETB ETHBN. Các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì mình sẽ đặt cái link này bên dưới video. Rồi các bạn có thể tham gia vào cái chương trình bầu tư của chúng để nhận cái token cực kỳ có giá trị. Này, bầu tư thì gồm có là chữ ký, blog, YouTube, tập, Facebook, Twitter, trên Slation. Các bạn có thể tham gia vào để nhận nhiều hơn rồi giới thiệu cái bí của họ này. Rồi chúng ta sẽ gõ vào kênh của bạn, đó là copy cái link channel này. Các bạn có hay like, subscribe và share cho mình. Ok, còn hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ The Victor Follow for like và follow hồi cái The Victor của họ, like và revisit một cái The Victor theo dõi. Nhập cái link profile. Ok, các bạn đã xem. Bây giờ ta kiểm tra lại cái tài khoản này. Để kiếm được 9 này. Ôi, chưa hoàn thành. Cái một và join vào cái nhóm này. Ok, video mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy hay like, subscribe và cho mình một share.